Hoa Kỳ có hơn 21.000 tỷ đô la nợ quốc gia. Hãy thử hình dung xem số tiền này lớn như thế nào. Hôm nay, chúng ta sẽ thử xem xét ở khía cạnh nếu Hoa Kỳ bị vỡ nợ thì nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Không phải một sớm một chiều, một đất nước có thể mang nợ một đống tiền mà có thể kéo dài tới tận mặt trăng. Cách đây 50 năm, khoản nợ quốc gia của Hoa Kỳ khoảng hơn 350 tỷ đô la, và mốc 1.000 tỷ đô la chỉ đạt được vào đầu những năm 1980. Còn con số 21.000 tỷ, thực sự là một bước nhảy vọt rất lớn. Với việc cắt giảm nhiều loại thuế, cộng với chi tiêu cho quân sự và những gói kích thích kinh tế. Tất cả các điều này khiến cho chính phủ Hoa Kỳ chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được nhờ thu thuế. Để bù đắp vào sự thâm hụt này, Hoa Kỳ phải bán trái phiếu kho bạc Mỹ cho các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này thường là các quốc gia khác. Vậy vỡ nợ là như thế nào? Khi một quốc gia vỡ nợ trên những khoản nợ của mình, nó được gọi là vỡ nợ có chủ quyền. Nếu Hoa Kỳ bị vỡ nợ, họ sẽ ngừng trả số tiền mà họ còn đang thiếu các nhà đầu tư trái phiếu kho bạc Mỹ. Có rất nhiều suy đoán về những gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ ngừng thực hiện các khoản thanh toán này. Mặc dù, các cơ quan truyền thông lớn đã chạy các câu hỏi để khảo sát ý kiến từ nhiều nguồn, nhưng không ai thực sự biết chính xác những gì sẽ diễn ra. Sự đồng thuận chung là thị trường thế giới sẽ lao dốc và lãi suất toàn cầu sẽ tăng đáng kể. Sự tác động này sẽ được cảm nhận rõ nhất từ những quốc gia chủ nợ của Hoa Kỳ. Hãy cùng xem xét về các hiệu ứng có khả năng xảy ra khi Hoa Kỳ vỡ nợ. Khủng hoảng và thất nghiệp. Kho bạc và cục dự trữ liên bang sẽ tìm đường đi qua các ngân hàng và thậm chí là sẽ tạo ra một lỗ hổng trong nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng và sự bất ổn sẽ lan ra mọi nơi. Thị trường chứng khoán sẽ chịu thiệt hại nặng nề khi giá cổ phiếu giảm sâu, vì các nhà đầu tư đều bỏ trốn qua các quốc gia khác an toàn hơn, để tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu và vàng. Nền kinh tế suy thoái là điều không thể tránh khỏi. Dịch vụ công. Không có tiền để trả lương hoặc các chế độ khác cho nhân viên liên bang, quân đội, người về hưu, người nhận an sinh xã hội, hóa đơn thuốc, cho sinh viên vay, hoàn thuế và thanh toán để giữ các cơ sở của chính phủ hoạt động. Kết quả là sẽ tạo ra nhiều sự gián đoạn trong hoạt động của đất nước, và sự bất ổn cũng gia tăng trên khắp nước Mỹ. Ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Hoa Kỳ vỡ nợ sẽ làm tăng đáng kể chi phí cho các hoạt động kinh doanh. Các công ty sẽ phải trả lãi suất cao hơn cho các khoản vay và trái phiếu để cạnh tranh với lãi suất cao hơn của kho bạc Mỹ. Giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng cao, và tất nhiên sẽ dẫn tới lạm phát tăng theo. Hàng loạt công ty có nguy cơ phá sản, dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ tăng nhanh chóng. Tác động lên đồng đô la Mỹ. Sẽ có hiện tượng bán hàng loạt đồng đô la Mỹ. Đây là sự kiện đe dọa nghiêm trọng tới đồng bạc xanh, với tư cách là tiền tệ dự trữ của thế giới. Giá cả các mặt hàng thiết yếu như đồ ăn thức uống, quần áo, xăng, dầu, vân vân sẽ tăng chóng mặt. Điều này sẽ làm chỉ số tiêu dùng giảm sâu, và một lần nữa sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng. Không chỉ bị ảnh hưởng trong nội bộ nước Mỹ. Hoa Kỳ vỡ nợ còn ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế của nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới. Theo tin từ đài CNN, tại thời điểm năm 2016, các quốc gia nước ngoài đang giữ hơn 32% số nợ của Mỹ. Danh sách thì dài, nhưng nổi bật thì có hai nước là Trung Quốc và Nhật Bản, hiện đang nắm giữ hơn 50% trong số 32% đó. Cụ thể là Nhật Bản đang sở hữu khoản nợ từ Mỹ là khoảng 1,14 nghìn tỷ đô la, tương đương với 20% sản lượng kinh tế hàng năm của nước này. Vì thế, kinh tế Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng khá nghiêm trọng khi Hoa Kỳ vỡ nợ. Giờ hãy nhìn vào ví dụ thực tế từ một quốc gia khác. Cuộc khủng hoảng nợ gần đây là vào năm 2015, tại Hy Lạp. Nước này đã chính thức vỡ nợ trong khoản thanh toán 1,7 tỷ đô la cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Dù chỉ mới có 1,7 tỷ đô la, so với con số 1,14 nghìn tỷ của Nhật Bản, nhưng nó đã làm cho Hy Lạp không thể kiểm soát được nền kinh tế của mình. Theo tờ báo Người Bảo vệ của Vương quốc Anh, số liệu về việc Hy Lạp vỡ nợ như sau. Trong năm 2015, 15% dân số, tương đương với 1,6 triệu người, chỉ có thu nhập dưới ngưỡng rất nghèo. Trong khi 6 năm trước, năm 2009, con số đó không vượt quá 2,2%. Và theo số liệu của Ngân hàng Hy Lạp, khối tài sản ròng của các hộ gia đình tại đây đã giảm đáng kinh ngạc tới 40% so với cùng kỳ. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức 22%, nhưng nó vẫn cao nhất trong Liên minh châu Âu. Điều này có ý nghĩa gì với một người Hy Lạp? Một ví dụ là Alexandra, một thợ làm tóc được đào tạo tại Pháp, đã đóng vào quỹ hưu trí trong gần 45 năm. Lương hưu của cô bắt đầu ở mức 1.750 euro mỗi tháng. Sau đó đã bị cắt xuống còn 1.430 euro một tháng.
và hiện tại là 960 euro một tháng. Đó không phải là một bức tranh đẹp. Vậy viễn cảnh nước Mỹ vỡ nợ sẽ như thế nào? Từ các nguồn thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, thì điều đó rất khó xảy ra. Vì tất cả các khoản nợ của chính phủ Hoa Kỳ đều được quy đổi ra đồng đô la Mỹ. Và theo lời của ông Alan, một nhà kinh tế học người Mỹ, từng là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ từ năm 1987 đến 2006, thì Hoa Kỳ có thể trả bất kỳ khoản nợ nào, bởi vì nước này luôn sẵn sàng in tiền để thực hiện điều đó. Không có điều gì là không thể xảy ra. Vậy theo bạn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ vỡ nợ? Chiến tranh? Nạn đói? Hay tận thế? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách ghi nhận xét bên dưới. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Nếu bạn thấy đoạn phim này hữu ích thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký để khuyến khích chúng tôi tạo thêm nhiều phim khác nhằm mục đích chia sẻ kiến thức.